Vâng, bắt đầu. Persian. Bên kia là Babylon Katha. Bên này thì là Persian đến từ Gunny. Tôm này cầm Katha. Như vậy Babylon Katha đối đầu với Per Katha. Vậy thì thời điểm đầu thì chắc chắn sẽ có lợi thế hơn dành cho Tôm và Gunny. Nhưng mà thời điểm sau khi mà đã có những con cung R rồi thì sẽ yếu thế thêm hơn một chút. Và chúng ta cùng chờ xem liệu là bài phũ phàng có đến từ game thủ Tôm hay không. À không, Gunny chứ. Gunny gặp Per. Chúng ta cùng xem Per. Evil,
Vâng, trở lại trên thi đấu rồi. Vừa rồi là một chút thời gian nghỉ ngơi của tôi. Thì bây giờ là game thủ Gunny đang có một bài lên khá sớm và đang chọc giò vào nhà game thủ Hehe. Hehe thì một bài nó chả có khí lực của cả. Con giò thì bây giờ mới xuất hiện mà lại không công giáp, mãi đuổi làm cái gì đây? Quay về nhà mà chém những con nông dân của Hehe thôi. Cùng sang cái của tôm. Bọn tôm đang chém nhà 8 nhưng hình như nhà 8 đang tương đối khủng. Mũ 8 là người cầm Baby Lord thì phải. Hình như là cầm Baby Lord, không biết có phải không. Còn đi khá zig zag. Mới chém thì cũng làm gắn đi. Và nhà 8 người cầm Baby Lord và đánh cung A. À đánh cung. Không biết được cung A hay cung R. Đây là Persian, một bài ra ruộng và chắc nhà. Vâng, Hehe thủ 2P. Vâng, lên cung A đến từ Gunny. Một bài đánh khá tốt. Nhìn thấy hai quân mà không có năng chống phủ, Gunny sẽ đánh một cái bài mà để chiến 1L thôi. 1L và lên cung A.
Chỉ là người mà đánh 2P thôi, cũng không có gì cả. Như vậy là tỷ số đã kết thúc với phần thắng nghiêng về cặp đôi Hehe và Vô Thường. Tỷ số là 1-1 sau 2C. Chúng ta cũng chờ một chút trước khi đến với trận thi đấu đầu tiên dấu thứ 3.